Nam Liên bang Nga thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin. Trong cuộc điện đàm ngày 26 tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm thăm chính thức Việt Nam và Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời. Hai bên thống nhất sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 3 để trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này. Trong cuộc điện đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của đất nước, thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân Nga đối với Tổng thống Putin trong việc lãnh đạo nước Nga phát triển trong giai đoạn mới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Putin, nhân dân Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ khủng bố tại Moscow vào chiều tối ngày 22 tháng 3. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam trân trọng sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga trong Liên Xô trước đây cũng như ngày nay đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về cuộc xung đột Nga-Ukraine khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi chặt chẽ các diễn biến của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lập trường của Việt Nam về vấn đề Nga-Ukraine đã được khẳng định nhiều lần. Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.